Thưa quý vị, là một người sử dụng thuốc, ai cũng biết đến tờ giấy này là giấy hướng dẫn sử dụng thuốc. Nhưng trong đây lại có rất nhiều thông tin chi tiết khiến nhiều người phải bối rối, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Vậy đâu là những mục quan trọng mà chúng ta cần phải đọc kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng này? Đầu tiên, điều người dùng cần quan tâm đó chính là chỉ định của thuốc. Đây được hiểu là công dụng, chức năng của thuốc trong việc chữa và điều trị bệnh. Thứ hai, đó là liều dùng sẽ cho chúng ta biết được mức sử dụng, số lần sử dụng loại thuốc đó trên một đơn vị thời gian. Thứ ba, chính là cách dùng. Cách dùng sẽ cho chúng ta biết được phương thức, cách thức sử dụng loại thuốc đó. Ví dụ, sử dụng thuốc trước khi ăn hay là sau khi ăn sẽ tốt hơn. Kế đến là tác dụng phụ, được hiểu là tác dụng không mong muốn hoặc có thể nguy hiểm mà người dùng cần phải biết rõ. Cuối cùng, ta nên lưu ý mục chống chỉ định. Đây là những đối tượng không được sử dụng thuốc, hoặc nếu có sử dụng thì phải cân nhắc thật kỹ vì có thể đưa tới những hậu quả không đáng có. Chỉ một tờ giấy nho nhỏ thôi nhưng có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin hữu ích. Đừng quên tìm hiểu kỹ các thông tin vừa rồi trong tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hãy nhớ like và theo dõi kênh để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.